第320天 Ngày 320. Hãy nghe và nhắc lại cách nói. Các cháu vẫn là vào ngồi một lát đi. 你们还是进去坐一会儿吧. Nǐ. Men. Hái. Shì. Jìn. Chù. Zuò. Yí. Huì. Bà. 你们还是进去坐一会儿吧. Bây giờ hãy nhắc lại các từ ngữ sau bằng tiếng Trung. Thuận theo con đường này. 顺着这条路. Trừ giày cao gót. 除了高跟鞋. Hy vọng. 希望. Chất liệu vải sờ lên. 面料摸起来. Liệu có trông béo hay không? Liệu có vẻ béo hay không? 会不会显胖? Sẽ có vẻ chân ngắn. 会显腿短. Trên mắc viết là bao nhiêu tiền? 标签上写的是多少钱? 专心挑. 专心挑. Đại thu hoạch. 大收获. Mình trả lại bạn 300.000, hãy nhớ dùng nín cho lịch sự. 我找您30万. Đã học mấy năm tiếng Trung rồi? 学了几年中文了? Đi từ từ thôi. 慢走. Quán đồ nướng. 烧烤店. Ở đây ăn hay là gói lại? 在这里吃还是打包? Chậm. Mạn. Nếu không thì. Yào bù. 10 phút. 10 phút. Ngồi một lát. Zuǒ yǐ huǐ.